chào mọi người. Thì mời mọi người vào tham quan phòng của Kỳ luôn nha. Kỳ thấy phòng Kỳ ấm cúng, artistic, với lại nhiều bí mật. Kỳ thích ở nhà hơn là đi du lịch. Nếu mà nói về đắt đỏ nhất thì em thấy bộ tách này. Kỳ thấy bộ tách này là mắc nhất, do là được truyền từ bà Kỳ xuống mẹ, rồi từ mẹ xuống tới Kỳ. Mọi người xem thêm là cái không gian vẽ tranh của Kỳ. Đây là những bức tranh mà Kỳ đang vẽ, thì nó cũng chưa hoàn thiện lắm, chưa được đẹp lắm, nhưng mà đây là Kỳ dành rất nhiều thời gian, có thể nguyên một ngày có thể ngồi ở đây và vẽ rất nhiều. Dạ, đây là một cái không gian bí mật của Kỳ. Đây là một cái tủ lạnh. Thì mọi người cũng biết là Kỳ rất là thích ăn vặt này kia. Đây là ban đêm là Kỳ phải có kem nè, nước đá, nước lạnh, rồi trái cây, đủ thứ hết. Thì cần một cái tủ lạnh rất là to để chứa tất cả mọi thứ mà Kỳ đói bụng ăn ban đêm. Dạ. Tại vì Kỳ ở với em Kỳ với cả mẹ Kỳ nên là Kỳ có hai giường ở cho nó rộng rãi. Với lại lý do nếu mà mọi người thường hỏi là vì sao lại ở chung với mẹ thì là Kỳ rất là sợ ma, không thể ở riêng được. Với hai thế là Kỳ rất là thích những thời gian mà được chung với gia đình này kia. Dạ. Muốn một cái phong thủy gia đạo tốt, làm ăn tốt thì cần phải để những vật mà mang tính chất phong thủy ở hướng đông nam, thì như là gạo nè, muối nè, và mấy cái kim tự tháp ở đây chấn lên cái sắc. Tại Kỳ thấy một cái không gian mở, đi đâu cũng là đi luôn hết luôn, không cần phải mở một cánh cửa nào hết, thì mình thấy rất là rộng rãi này kia, không có bị tù túng á. Nên là Kỳ thích nhất là đây, cái áo này là của ba Kỳ mua tặng Kỳ hồi 2019, là lần cuối đi châu Âu. Ba Kỳ ở bên châu Âu nên là Kỳ sẽ đợi hết Covid thì sẽ được mặc để qua thăm ba. Và cuối cùng đây là không gian phòng tắm của Kỳ. Đặc biệt là Kỳ có một cái view rất là open luôn, vì Kỳ rất là thích mà được tắm mà nhìn ra một không gian rộng mở bên ngoài, nhìn rất là art á. Dạ rồi, và Kỳ cảm ơn mọi người đã đi đến cùng để xem một cái house tour, room tour với Kỳ nha.